Xin chào tất cả mọi người. Ở trang 112 của chương 7, chúng ta có một phần ngữ pháp grammar nói về le pronom y. Le pronom là đại từ, đại từ y. Đây là một vấn đề rất là đặc biệt ở trong tiếng Pháp, trong ngữ pháp tiếng Pháp, và đại từ y rất được hay dùng. Như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài này đại từ y là gì và sử dụng như thế nào. Ở trong phần thứ nhất, người ta yêu cầu chúng ta hãy quan sát bốn cái câu sau đây. Rồi người ta hỏi là đại từ y trong bốn câu này thay cho chữ gì? Trong câu thứ nhất chúng ta đọc thấy là c'est dans la cuisine, đây là đang ở trong trong nhà bếp. J'y passe du temps, động từ passer du temps tức là trải qua thời gian, tức là mất nhiều thời gian ở trong nhà bếp. Vậy y này là thay cho dans la cuisine. Ở trong câu thứ hai, je vais chercher des outils chez moi. Je vais. Bây giờ tôi đi lấy các cái dụng cụ ở nhà tôi và bây giờ tôi bắt đầu đi về nhà. Như vậy chữ y này ở trong câu thứ hai là thay cho nhà tôi, tức là thay cho cái nơi trốn là chez moi. Trong câu thứ ba, il n'y a pas de lumière dans la salle de bain. La salle de bain là nhà tắm. Il n'y a pas de lumière, không có ánh sáng ở trong nhà tắm. Je prends mes douches dans le noir. Prends les douches là tắm, ở đây là tắm vòi sen, dans le noir ở trong cái màn đêm tối đen bởi vì không có ánh sáng. Như vậy, đại từ y ở đây là thay cho nhà tắm, dans la salle de bain. Và câu cuối, on va acheter une serrure au magasin. Bây giờ chúng ta đi mua một cái ổ khóa ở cửa hàng. Khóa để khóa cửa, khóa cổng. On y va, chúng ta đi tới đó đi. Như vậy, đại từ y này thay cho ở cửa hàng bán đồ đạc, bán đồ đạc cái sửa chữa trong gia đình thay cho au magasin. Vậy chúng ta thấy là các cái đại từ y thay cho nơi trốn, dans la cuisine, chez moi, dans la salle de bain cho phòng tắm này, au magasin ở cửa hàng này. Và trong câu thứ hai người ta định nghĩa như thế này, các bạn hãy chọn cái đáp án đúng. Choisissez là ngữ thứ hai số nhiều của động từ choisir. Choisir là lựa chọn. La bonne réponse. Réponse là một câu trả lời, tức là đáp án. Bon là tốt. Các bạn hãy chọn cái đáp án tốt. Chúng ta có hai đáp án A và B. Và bây giờ chúng ta được yêu cầu chọn cái đáp án nào. Y est un pronom qui remplace un complément de lieu. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng người ta định nghĩa y là một đại từ để thay thế cho một bổ ngữ về nơi chốn. Il se place avant le verbe, be après le verbe. Nó đứng trước hay đứng sau động từ? Để chúng ta nhìn lại bốn cái câu chúng ta đã làm. Y đứng trước động từ passer. Câu số 2, y đứng trước động từ aller. Câu số 3, y đứng trước động từ prendre. Và câu cuối cùng, y đứng trước động từ aller. Vậy chúng ta có thể nói là đại từ y luôn luôn đứng trước động từ avant le verbe. Và người ta lưu ý là ở thể phủ định à la forme négative thì người ta nói là je n'y vais pas. Và chúng ta để ý chữ ne này, pas này, nó đứng trước chữ ne, đứng trước luôn cả đại từ y và động từ aller, chữ pas đứng sau. Và bình thường thì chúng ta đã được học, chúng ta nói là ne pas đứng trước và đứng sau động từ, nó kẹp động từ vào giữa. Thì ở đây nó có đại từ y thì nó kẹp luôn cái động từ y vào giữa. Je n'y vais pas, tôi không đi tới đó. Il n'y est pas. Anh ta không có ở đó. Và bây giờ qua phần thứ ba, chúng ta được yêu cầu làm. Câu số 3, người ta yêu cầu chúng ta hãy thay thế những cái yếu tố mà được gạch dưới và thay thế bằng chữ y. Remplacer là thay thế, l'élément là yếu tố, souligner, bạc y, cái yếu tố mà được gạch dưới thay thế bằng y. Ví dụ, je regarde un film dans le salon. Tôi đang xem một cuốn phim ở trong phòng khách và cái yếu tố được gạch dưới là trong phòng khách, dans le salon. Thì chúng ta thay bằng y. Và khi thay bằng y thì chúng ta phải đặt nó trước động từ như chúng ta vừa mới coi lúc nãy. Je regarde un film. Bây giờ câu số 2. Tu es chez toi? Đây là một câu hỏi. Bạn đang có ở nhà bạn không? Thì chúng ta trả lời là có. Oui. Je suis. Tôi đang ở chỗ đó, tôi là nhà tôi, không nhắc lại cái chữ nhà nữa. Câu kế tiếp, il va au magasin acheter une ampoule.
Nampu là một cái bóng đèn. Anh ấy đi tới cửa hàng để mua một cái bóng đèn và bây giờ người ta yêu cầu chúng ta thay cái yếu tố được gạch dưới là omagaze, chúng ta thay bằng đại từ y và y nó nằm trước động từ, nó nằm ở chỗ này, thì chúng ta sẽ làm như sau: in liva aste. Chúng ta viết xuống dưới này cho nó có chỗ: in liva aste. Như vậy chúng ta đã thay đại từ y vào cái chỗ mà được gạch dưới là magasin và chúng ta để trước động từ là đúng. Câu C: Je visite un appartement dans le 15e arrondissement. 15e arrondissement là quận thứ 15 ở của Paris. Paris có tất cả là 20 quận thì quận này là quận thứ 15. Tôi đang đi thăm một căn hộ ở trong quận 15. Vậy chúng ta thay quận 15 là một cái nơi trốn bằng đại từ y và chúng ta để trước động từ, nó nằm ở chỗ này. J visit an appartement. Tôi đang đi tham quan. J visit an appartement. Và câu cuối, chấm chấm đang còn nữa. Il prépare une mousse au chocolat dans la cuisine. Anh ấy đang chuẩn bị, tức là đang nấu, đang chuẩn bị một cái món kem sô cô la ở trong nhà bếp. Bây giờ chúng ta thay chữ dans la cuisine bằng đại từ y và chúng ta để trước động từ là préparer, nó sẽ ra như thế này: Il lui prépare une mousse au chocolat. Về quy tắc là chúng ta vẫn thay các cái yếu tố gọi là nơi chốn đó, và đây người ta gạch dưới đó, bằng đại từ y và chúng ta để cái đại từ y đứng trước động từ đây là regarder, động từ đây là động từ être, j'y suis, động từ đây là il y va, động từ đây là j'y visite, động từ cuối cùng là il y prépare. Và sau đây tôi xin dùng một tài liệu khác để bổ sung cái bài học về đại từ y, pronoun y. Thế chúng ta nhắc lại cái khái niệm chúng ta đã thấy ở trong sách của chúng ta, tức là y thay cho một complement, một bộ ngữ về nơi chốn. Y remplace des compléments de lieu. Ví dụ, Paul va à Lyon. Anh Paul, anh đi tới thành phố Lyon. Il y va en voiture. Anh ta đi tới đó bằng xe hơi. Tức là chữ y này nó thay cho à Lyon. Câu thứ hai, Anne habite à Lisbonne. Chị Anne đang cư ngụ ở thành phố Lisbonne. Và chúng ta thấy là ở đây người ta muốn chúng ta thay cái danh từ là nơi chốn à Lisbonne thì thay bằng y. Và khi chúng ta thay bằng y thì để trước động từ Elle habite depuis un an. Cô ta cư ngụ ở đó từ một năm nay. Câu kế tiếp, Jean est sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées là tên một cái đại lộ rất đẹp. Người ta nói là đại lộ đẹp nhất thế giới hoặc là đẹp nhất Paris. Chị anh Jean đang hiện nay đang có mặt ở trên đại lộ Champs-Élysées và người ta muốn thay cái danh từ chỉ nơi chốn này bằng đại từ y. Sur les Champs-Élysées, chúng ta thay bằng y và để trước động từ đây là động từ être. Il y est depuis midi, anh ta có mặt ở đó từ 12 giờ trưa. Câu kế tiếp, Je suis chez moi. Tôi đang có mặt ở nhà tôi. Như vậy, chez moi là một nơi trốn và chúng ta thay chữ nơi trốn này bằng y và chữ y này đứng trước động từ J'y suis jusqu'à 6 giờ. Tôi có mặt ở đó cho tới 6 giờ. Đó là chuyện thứ nhất là y thay cho một nơi trốn. Y thay cho một danh từ chỉ vật và danh từ chỉ vật này có giới từ à đi trước. Để cái vấn đề này ở trong sách của chúng ta chưa nói, tôi xin nói thêm. Chẳng hạn như là Je pense à mon pays, tôi đang nghĩ tới quê hương đất nước của tôi. J'y pense souvent. Je participe à ce projet, tôi tham gia vào cái dự án này. J'y participe, tôi tham gia vào đó. Je réfléchis à sa proposition, j'y réfléchis. Và ở đây chúng ta cần đặc biệt nhớ một điều rất quan trọng.
đó là chỉ thay cho danh từ chỉ vật. Và tại sao lại có giới từ à ở đây? Là do bởi động từ đấy, nó đòi hỏi động từ penser, à, nghĩ tới cái gì, nghĩ tới cái này thì chúng ta không lặp lại nữa, chúng ta dùng thay cho y và đặt trước động từ j'y pense. Động từ participer là tham gia vào, cũng đòi hỏi giới từ à, và chúng ta thay cái danh từ này bằng đại từ y và đặt trước động từ j'y participe. Động từ réfléchir à là suy nghĩ về, tôi suy nghĩ về điều đó. Như vậy chúng ta phải học các cái động từ đòi hỏi giới từ à, và điều quan trọng là chỉ thay cho danh từ chỉ vật. Còn đối với danh từ chỉ người, đối với danh từ chỉ người thì chúng ta không thay được bằng y, mà chúng ta phải dùng pronoun tonic. Đối với danh từ chỉ người, người ta dùng pronoun tonic. Ở chúng ta đây vẫn lấy cái động từ penser này. Penser là nghĩ tới, đây nghĩ tới quê hương, xứ sở thì dùng y. Bây giờ tôi nghĩ tới anh Paul, je pense à Paul, thì chúng ta không thể thay bằng y như là bên trên, mà chúng ta nói là je pense à lui, bởi vì đây là danh từ chỉ người. Je m'intéresse à Paul, tôi quan tâm tới anh Paul, thì chúng ta không thể dùng chữ y được, bởi vì đây không phải là danh từ chỉ vật mà danh từ chỉ người. Je m'intéresse à lui. Đối với các động từ về giao tiếp thì người ta dùng cũng dùng pronoun complement, không phải là y nữa mà dùng pronoun complement. Chúng ta học ở trong bài pronoun personnel đó. Chẳng hạn động từ téléphoner tức là gọi điện thoại. Je téléphone à Paul, tôi đang gọi điện thoại cho Paul. Je lui téléphone, tôi đang gọi điện thoại cho anh ta. Chữ lui này là COI tức là complement subject indirect, là chúng ta sẽ học ở trong bài 9. Hiện nay chúng ta, nếu mà ai theo cuốn sách này thì chưa có học tới, chúng ta sẽ học chữ lui này ở trong bài 9. Ở đây chúng ta cũng thấy là nó nói về một cái danh từ mà chúng ta không muốn nhắc lại, và danh từ đó có chữ A đi trước. Và để quy tắc chung này, y thay cho một danh từ, danh từ đó có chữ A đi trước, danh từ chỉ vật thì chúng ta thay bằng y, danh từ chỉ người thì chúng ta dùng pronoun tonic. Và đối với các cái động từ gọi là giao tiếp, gọi điện nói với, điện thoại cho đó, thì chúng ta dùng pronoun personnel.